Tớ muốn bắt đầu ngày hôm nay với những chiếc bánh quế này. Tớ gì vậy? À, bánh quế thì rất là dễ dàng. Ôi, nhìn trông đáng sợ không? Ngoạc, ngoạc. Ôi, sợ chưa? Thôi được rồi, bà sẽ lấy một cái bát. Bột mì và sữa và trứng. Bây giờ, bà sẽ đổ bột vào bát. Sau đó, bà sẽ đập hai quả trứng vào đó. Đổ sữa vào. Và bây giờ, bà sẽ trộn đều tất cả bằng máy đánh trứng. Ôi, đây là thế kỷ trước rồi. Mình có máy trộn tay chuyên nghiệp dành cho bột đây này. Đấy, tất cả những thành phần đều giống như vậy. Bột, sữa, và tất nhiên là trứng rồi. Bây giờ tháo nắp ra và cho các thành phần vào bên trong. Bây giờ đóng nắp vào và trộn tất cả mọi thứ với sự trợ giúp của dụng cụ này. Đấy, quá tuyệt vời. Bây giờ thì tất cả những gì cần thiết có thể đổ vào. Còn bây giờ, mình sẽ phủ bánh quế với candy M&M. Tuyệt lắm. Bây giờ thì có thể nướng nó lên rồi. Ôi, bà có thể xử lý theo cách cổ điển. Gom bột vào một cái muôi và đổ nó lên trên máy làm bánh quế. Ôi, làm không tệ hơn một chút nào. Còn đây là mứt của bà, tất nhiên là anh đào. Ôi, không mở được. Nghĩ đi bà, nghĩ đi. Đúng rồi, cần băng dính. Bây giờ bà sẽ dán nó vào như thế này và sẽ kéo phát. Oh wow. Đấy, bà có mẹo vặt của riêng mình. Bây giờ bà sẽ lấy ống hút và cho mứt vào nó. Và bây giờ sẽ cho từng giọt mứt vào trong bánh quế như thế này này. Trông rất xinh đúng không? Bây giờ có thể nướng được rồi. Ôi, tiếng gì vậy? Này, nhà lấy đi, nhà lấy đi, nhà lấy đi. Ôi, tuyệt quá. Bây giờ mình sẽ có những mẩu bánh quy hoàn hảo. Ôi, ồn ào quá sao? Xin lỗi nhá. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ cần Nutella. Ôi, mình muốn thử nó lắm rồi đây này. Ngon thế. Ôi, quá nhiều đồ ngọt. Còn bây giờ Oreo và sữa. Mình sẽ trộn chúng ngay vào trong lọ như thế này này. Bây giờ đóng cái nắp vào và lắc thật là đều. Bây giờ mình sẽ đổ những cái bột gì còn lại vào trong bánh nướng quế là như thế này xong rồi. Ồ, cũng hay đấy. Bánh quế của mình xong rồi. Ôi, mùi thường thơm quá. Đến lúc bày ra đĩa và bắt đầu trang trí rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ hình bằng siro dâu tây. Ôi, ngon miệng thế. Ôi, cái của mình cũng xong rồi. Xem nào. Ôi, không bỏ lên được. Thôi phải lắc nó lên sao? Nào, xuống đi. À, được rồi nhá. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái nữa. Mình sẽ đổ vào và nướng thôi. Còn bà thì sao? Ôi, bánh quế của bà đã sẵn sàng rồi. Mùi thơm quá và trông ngon miệng làm sao. Bây giờ chỉ còn rắc bột lên nữa thôi và sẽ hoàn hảo. Yeah, thế là thêm một chiếc bánh quế thứ hai đã sẵn sàng rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho thêm kem tươi vào cái đầu tiên. Như này nhiều hơn một chút. Và tất nhiên một chút cho mình nữa. Ngon thế. Bây giờ mình sẽ cho thêm cái bánh quế thứ hai lên trên. Và bây giờ sẽ là lượt của thanh sô-cô-la rồi. Đấy, bây giờ mình có thể là nó ra nhờ cái này. Một phát là có sô-cô-la lỏng rồi, tuyệt vời chưa? Còn bây giờ mình sẽ làm những cái hình
với cả sô-cô-la. Đầu tiên mình sẽ lấy sô-cô-la đen, sau đó là sô-cô-la trắng và viết lên đây nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho lên trên và mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Nhìn đẹp chưa này? Ôi, mọi người đã làm xong rồi sao? Nào, đến lúc phải thử rồi nhá. Wow, nhiều thứ quá. Hãy bắt đầu với cái này nhá. Ôi, trời ạ, sao rắn như vậy? Đây là xương sao? Ôi, suýt thì gãy răng rồi. Đủ rồi, không ăn cái này nữa đâu. Bây giờ mình sẽ thử chiếc bánh cầu vồng nhá. Rất là được ấy chứ, mình rất thích. Ồ, trời ạ, đây là bánh Oreo sao? Thử nào. Nó cực kỳ ngon luôn. Và vòng này chắc chắn là người này thắng rồi, Oreo. Oh wow, trời ạ, mình đã thắng tất cả mọi thứ rồi. Nào, bây giờ mình muốn ăn Kick Pops. Bạn có thể xử lý được không? Dễ dàng. Đây là một thử thách làm tầm thường với tớ. Bây giờ mình cần sô-cô-la trắng trước nhá. Và bây giờ mình sẽ đun chảy nó trong một cái song. Bật lửa lên và khuấy đều để nó không bị cháy. Đấy, đây là những gì mình cần rồi. Sau đó mình sẽ cho thêm cả kem cheese vào đây nữa và cho vào trong một cái bát riêng như thế này. Bây giờ mình sẽ cho thêm sô-cô-la trắng vào và sau đó trộn đều mọi thứ bằng máy trộn nhé. Ôi, quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ chuyển tất cả những thứ này vào trong một cái túi đựng. Mình sẽ cho thật là nhiều kem vào đây. Hoàn hảo. Sau đó mình sẽ bơm vào trong một cái khuôn nhất định và sẽ cho cái phần thứ hai lên trên. Bây giờ mình chỉ cần cho cái này vào trong này nữa thôi. Và bây giờ có thể cho vào trong tủ lạnh rồi. Cái này chắc chắn cần phải làm để nó đông lạnh vào. Bây giờ bạn sẽ nằm ở đây một chút nhé. Còn đây là những quả mọng tươi của bà. Bà sẽ lấy anh đào. Nhưng mà cần phải bỏ cái hạt này đi kiểu gì đó. Chính xác, bà có cái này mà. Với sự giúp đỡ của nó, bà sẽ bỏ hết được ra. Ồ, dễ dàng quá. Bây giờ bà sẽ bỏ hết tất cả những thứ còn lại. Quá tuyệt vời. Còn bây giờ bà cần làm tan chảy sô-cô-la. Chắc là bà sẽ bẻ nó ra để nó làm việc nhanh hơn. Đây là những gì bà cần. Và tất nhiên là cần phải ngoáy lên để nó không bị cháy. Còn thay vì những cái gậy bình thường, bà sẽ lấy cái kim để đan của bà ra. Sau đó bà sẽ chọc từng quả vào đây và bà sẽ nhúng nó vào sô-cô-la. Ôi, cái này trông ngon quá. Quá đẹp. Nào, nếu mà cần que thì mình sẽ lấy chúng từ kẹo Chupa Chups. Tất cả những gì cần làm là ăn cái đống này. Hy vọng mình sẽ xử lý được. Còn đây là Kinder rồi. Đây là những gì mình cần. Mình sẽ bỏ giấy bạc ra khỏi chúng. Và những chiếc que đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào trứng sô-cô-la. Ôi, những K-pop của mình đã gần như sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần trang trí nó thôi. Dùng kem tươi, mình sẽ làm một cái mũ rất là ngon tuyệt vời. Và tất nhiên là thiếu sao được syrup yêu quý. Mỗi một cái vị sẽ có một cái màu riêng của nó. Đấy, đẹp chưa? Tuyệt. Nào, có vẻ như đến lúc phải lấy kem ra khỏi tủ lạnh rồi. Ôi, mình đã ngửi thấy mùi rất ngon ở đây rồi. Xem nào. Ồ vâng, chúng đã cúng lại rồi nhá. Bây giờ mình đã chuẩn bị đồ trang trí rồi. Mình biết là Jess thực sự rất thích các công chúa. Vì vậy với sự giúp đỡ của những chiếc túi bánh ngọt, chúng có thể là những bộ váy tuyệt đẹp dành cho những cái công chúa tuyệt vời này. Voilà,
Đấy, thế là 5 chiếc váy khác nhau nhá. Và những vị... Ôi, trời ơi, tiếng gì vậy? Ôi, bà đang làm một thứ rất là tuyệt vời. Còn bây giờ sẽ trang trí đồ ngọt với hạt vụ nhá. Đây, đúng là những cái gì mình cần. Jess, ăn thử đi cháu. Wow, bao nhiêu là đồ ngon. Mình sẽ bắt đầu từ quả trứng tươi nhá. Ôi, ngon làm sao, tuyệt vời quá, cắn thôi. Ồ, trời ạ, bên trong lại còn có cả đồ chơi nữa, xem nào. Ôi, nhẫn nhỏ, thỏ dễ thương, đeo vào thôi. Nhìn này, bây giờ mình có cả một bộ này, đáng yêu chưa? Mong là mình sẽ đeo được tất cả mọi thứ. Ôi, mình thật là thời thượng, vui quá. Thôi được rồi, đến lúc phải thử xem bà đã nấu món gì nhá. Ôi, ngon thế. Ồ, bên trong lại còn có cả cherry nữa chứ, tuyệt vời. Ồ, đây là những nàng công chúa mà, mình rất là thích họ. Ôi, chúng lại còn có những cái váy rất là xinh nữa chứ. Nào, mình sẽ bắt đầu thử từ cái này vậy. Thử nhá. Ồ, ngon làm sao, kem tuyệt vời. Trời ạ, cái này không biết là chọn ai bây giờ. Cái nào cũng ngon, nhưng mà chắc chắn là công chúa sẽ thắng rồi. Ôi, cảm ơn Jess nhá. Cảm ơn đã đánh giá sự cố gắng của mình. Wow, lần này mình muốn ăn kẹo bông nhá. Ồ, được rồi thôi. Cái gì nhở? Ôi, dễ như ăn bánh. Mình sẽ cho đường vào đây nhá. Vào đâu? Ôi, chuyện gì vậy? Ôi, suýt thì đánh rơi kính. Thôi được rồi, bà sẽ cố gắng làm như vậy. Ôi không. Ôi, mọi thứ ra ngoài tầm kiểm soát rồi. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Chắc ổn thôi. Bảo bật lên nào. Bà ơi, không. Ôi, đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Một cơn bão kẹo bông. Ôi trời ơi. Ôi, cái nút nào. Ôi, cứu. Mọi người còn sống không? Cũng ổn đấy. Ôi, ngon đấy chứ. Bây giờ đến lượt mình làm kẹo bông nhá. Mình sẽ lấy sô-cô-la, kẹo và cả kẹo mứt nữa. Mình sẽ cho mọi thứ vào trong như thế này này. Có chuyện gì vậy? Trời ạ, điện bị làm sao vậy? Ôi, sấm sét ở khắp mọi nơi. Trời ạ, cái này có tắt được không? Trời ơi. Ôi, tắt được rồi. Chắc là như này là được đúng không? Đấy, giống kẹo mông không? Trời ạ, mình thực sự thất bại rồi. Cháu đừng buồn, không sao đâu. Trời ạ, mình biết làm một kiệt tác thực sự mà. Đổ đường ra, thêm thuốc màu trộn vào nhá. Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải trộn thật là kỹ lên. Nào, bắt đầu, mình sẽ bắt đầu từ lớp màu vàng đầu tiên. Đó. Ổn rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một lớp màu hồng, sau đó một lớp kẹo xanh nữa. Đó, thế là kẹo bông từ chef đã sẵn sàng rồi, bắt đầu thôi. Ôi, cái gì vậy? Trời ạ, cái này không giống kẹo bông, cái gì vậy? Giống sô-cô-la, để thử nhá. Cũng tạm tạm thôi, mình sẽ không ăn nó đâu. Ôi, mình thế lấy câu bông của bà xem nhá. Wow, nó thật là lớn và ngọt ngào. Thật tuyệt vời bà ơi. Kẹo bông cầu vồng. Mình sẽ thử nó ngay bây giờ. Mình biết rằng ai sẽ thắng rồi. Đó là đầu bếp. Ôi, cảm ơn. Quá tuyệt vời.
Thôi nào, lần này mình muốn một con gấu kẹo thạch nhé, như thế này này. Ồ, quá dễ dàng. Cái gì cơ? À, bà hiểu rồi. Ờ, được rồi. Sẽ được thực hiện. Bà sẽ lấy hình dạng yêu thích của mình để đựng nước. Bây giờ bà sẽ làm một cái cốc khác, đổ cho nước vào. Đó, sau đó bà sẽ đong nước như này là đủ nhá. Bây giờ bà sẽ đong gelatin như thế này này. Đó, cho vào đây. Bây giờ bà sẽ trộn thứ lên. Chỉ cần lấy cái này ra và khuấy thật là đều. Đó, bây giờ bà sẽ cho thêm một ít dâu tây vào như thế này nhá. Và thêm một ít màu nhợm như thế này. Đó. Bây giờ nhớ là phải trộn thật là kỹ lên nhá. Sau đó bà sẽ đổ tất cả mọi thứ vào. Ok, bây giờ bà sẽ cho vào trong tủ lạnh. Đợi nó đông lại là được. À, cái gì vậy? Một đốm màu đỏ sao? Bây giờ bà sẽ lau đi. À, ồ, tuyệt lắm. Ôi, vừa nở làm xong thì gấu thạch cũng xong rồi đây này. Tốt lắm, thơm quá. Bây giờ bà sẽ lật nó ra và thế là xong. Ồ, thạch gấu sao? Thử thách được chấp nhận. Mình sẽ cần 6 bát gelatin và tất nhiên là cả nước nữa rồi. Bây giờ mình sẽ trộn nó thật là đều lên. Và tất nhiên là sẽ cho màu vào các khác nhau. Như này này. Bắt đầu từ màu này, sau đó màu này. Rồi, ổn lắm. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái này. Và mình sẽ đổ vào. Tuyệt. Đấy, mình là một bậc thầy chuyên nghiệp thực sự. Bây giờ phải đổ ra khỏi cái này. Được lắm. Nhìn trông hơi chán. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra, tạo hình cho nó nhớ. Như này này. Đó. Như này ổn rồi đấy. Sẽ tạo thêm hình nữa nhớ. Ôi, mình là một bậc thầy thực sự, quá tuyệt vời. Và voila, đấy, một con gấu kẹo mứt đã được giao đời. Wow, hoàn hảo. Ôi, thôi được rồi, gần bây giờ mình cũng sẽ đến lượt. Đó, mình sẽ có những con gấu nhỏ như thế này. Mình sẽ cần thật là nhiều. Và mình sẽ dính nó vào như thế này này. Đó. Mình sẽ dính mọi thứ lên. Ăn thử một vài cái cũng được. Đó, hoàn hảo rồi. Đấy, mọi thứ đã sẵn sàng. Chắc là mình ăn thêm một miếng không sao đâu. Đấy, ổn rồi đó. Ơi, làm con gấu như thế này thì khác gì ăn dã ăn đâu. Wow, ba con gấu khác nhau thật là tuyệt vời. Mình sẽ bắt đầu từ con này nhá. Ồ, cũng ngon đấy chứ. Ồ, bây giờ mình sẽ thử con gấu này. Wow, thật là nhiều màu, thật là độc đáo. Chưa bao giờ được thử, hương vị rất là tốt. Tuyệt quá, bây giờ mình sẽ thử cái phần còn lại. Wow, con gấu được làm bằng dâu tây sao? Tuyệt đấy chứ, bây giờ mình sẽ thử nhá. Ngon quá, trời ạ, wow, thạch với cả dâu tây, bà ơi, món này thắng rồi. Wow, có thật không, bà cảm ơn cháu yêu nhá, ôi tuyệt quá. Yeah, và lần này mình muốn ăn bim bim như thế này này. Ồ, ok, sẽ được làm, dễ dàng. Ồ, quá ổn. Mắt bà kém quá. À, khoai tây chưa gì. Ok, bà sẽ dùng lại mọi thứ. Khoai tây này không ổn. Bà sẽ dùng những cái này. Và bà sẽ cắt nó. Trời ơi, bà ơi, đáng sợ quá. Ôi, xin lỗi nhá. Bây giờ là một vài vẹo mặt cuộc sống. Bà sẽ sử dụng cái này. Đó, bây giờ bà sẽ bịt nó vào. À! Ôi, xin lỗi nhá. Xin lỗi mọi người.
Đó, bây giờ bà sẽ dùng cái này và nén nó xuống như thế này nhá. Thế là Bim Bim đã sẵn sàng rồi. Mùi thơm chưa? Ngon và tốt cho sức khỏe. Đó, thế là Bim Bim bằng những hoa quả khô của bà đã sẵn sàng. Ôi, tuyệt vời. Ôi, thôi được rồi. Cái này mình sẽ có cái này gọt vỏ khoai tây. Nó rất là hoàn hảo. Đó, một phút và mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Ổn. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Nhưng mà mình sẽ tốt nhất là mình sẽ nghiền nó ra và cho vào trong như thế này. Bây giờ xay nó ra nhá. Nào khay. Đó, thế là xong. Đến lúc phải cho vào trong lò nướng rồi. Nhưng mà trước đó mình sẽ cho một ít thuốc nhuộm vào, chia ra. Đó. Ok, hãy để mình bắt đầu. Sau đó mình sẽ cho vào lò nướng và nướng nó lên như thế này này. Đó. Ok, để mình cũng bắt đầu. Cậu nói gọt vỏ khoai tây sao? Mình sẽ làm việc đó ngay bây giờ. Ôi. Nhưng mà mình quá tay rồi. Trời ạ. Thôi được rồi. Không được. Cái gì? Ăn cái này đã. Ngon quá, tuyệt vời. À, đúng rồi. Có Bim Bim đây rồi. Ê, như thế là ăn gian đấy chứ. Thôi được rồi. Mình sẽ có thêm một ít rắc sô-cô-la cho siro sô-cô-la vào. Và thử nhá. Bây giờ thì voila, quá tuyệt vời. Trời ạ, tin rằng một bậc thầy đều có bí mật nhỏ riêng của mình. Đầu tiên, mình sẽ đun chảy phô mai ra là... Đó, mình sẽ dùng nó làm thành nước sốt. Hoàn hảo. Cho nó đun ra nhá. Bây giờ, mình sẽ lấy cái đài phun phô mai ra. Đó. Quá tuyệt vời, hoàn hảo. Ôi, cái này sẽ chinh phục mọi người. Còn bây giờ, đến lượt khoai tây chiên của mình rồi. Đó, thế là quá tuyệt vời. Chúc mừng ngon miệng nhá. Wow, mọi thứ đẹp làm sao. Hãy bắt đầu với đài phun nước nhá. Thật là khác thường. Ồ. Món này rất ngon, quá tuyệt vời luôn. Ồ, mình sẽ thử cái này. Wow, khoai tây chiên từ nhiều hoa quả khác nhau sao? Cũng rất là ngon. Tuyệt vời. Một gói Pringles sao? Lạ thật đấy. Wow, ở trong này có khoai tây chiên sô-cô-la. Thật là tuyệt vời. Ồ, ngon thật đấy. Mình muốn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Wow, cái này chắc chắn chiến thắng rồi. Yeah, cuối cùng cảm ơn nhá. Nào, được rồi. Mình muốn pizza trước nhá. Như thế này này. Ồ, cái này thì mình giỏi nhất rồi. Tất nhiên là hãy bắt đầu với bột. Mình sẽ cho bột mì vào trong máy trộn, đập vài quả trứng vào trong đó. Và tất nhiên là cho thêm cả nước nữa rồi. Bây giờ mình sẽ biến tất cả mọi thứ thành bột. Còn bây giờ mình sẽ chăm sóc những quả cà chua thơm ngon này. Wow, trời ạ, mọi thứ thật là... Thôi được rồi, thế mình phải làm gì với những sản phẩm này? Có lẽ đến lúc phải thay thế chúng rồi sao? Đấy, cái này thì tốt hơn rồi đấy. Để đầu tiên mình sẽ lấy bánh Oreo và cây lăn bột. Bây giờ mình sẽ biến những chiếc bánh quy này thành cát. Nhận lấy đi, như thế này này. Các bạn có thích kỹ thuật nấu ăn của mình không? Mình sẽ không để lại nơi ẩm ướt nào đâu. Tuyệt lắm. Bây giờ mình có thể đổ bánh quy vào trong bát và thêm Nutella. Đấy, bây giờ thì có thể trộn hết tất cả mọi thứ lên rồi. Bây giờ thì mình trộn nó lên nhá. Ngon quá đi mất. Bây giờ thì á, mình sẽ lăn siêu bột sô-cô-la của mình thành bánh pizza. Hoàn hảo.
Còn bây giờ thì là nhân nhá. Hãy bắt đầu với những chú gấu kẹo dẻo. Bây giờ kẹo dẻo nữa, marshmallow. Và sau đó kẹo M&M. Và tất nhiên là cả Skittles nữa rồi. Ai lại không thích cầu vồng nữa chứ. Wow, cái này đẹp chưa này. Ôi, mình còn đã chảy hết cả nước miếng rồi đây này. Ôi, trời à, không phải những gì bạn nghĩ đâu. Hãy xem mọi người còn lại làm như nào nhé. Ôi, mình sẽ phần toàn phủ toàn bộ bánh bằng nước sốt cà chua. Và tất nhiên là sẽ dùng cả phô mai nữa. Bây giờ mình sẽ dùng cái này rất chuyên nghiệp. Vâng, trời à, cần phải làm này thật nhiều hơn. Có lẽ cho thêm một ít màu vào đây. Mình sẽ chia nó thành 5 phần. Và mỗi một phần, mình sẽ làm một màu khác nhau. Và tất nhiên là phải trộn nó thật đều lên nhé các bạn. Bây giờ thì cần phải cho tất cả mọi thứ lên thật là hoàn hảo. Và cái này thì không cần nữa. Đến lúc phải nướng cái món tuyệt vời này rồi. Trong bánh pizza của bà sẽ có vitamin. Đầu tiên là súp lơ. Bây giờ thì hai quả trứng. Và đến lúc phải xoay nó lên rồi. Ôi trời ạ. Ôi bà ơi. Trời ạ, phải đóng cái nắp vào chứ. Xin lỗi, xin lỗi. Bà không nhớ. Ồ, cảm ơn nhá. Cảm ơn cháu gái, cháu quá tuyệt vời. Rồi, thế là cái bột của bà gần như xong rồi. Bây giờ đến lúc phải cho nó ra lên như thế này. Và bây giờ cần phải phết nó ra như thế này. Và sẽ có một cái phần dưới đế của pizza. Sau đó bà sẽ cắt thật nhiều phô mai. Và sẽ cho nó lên trên như thế này. Và tất nhiên là bà sẽ cho thêm cả súp lơ lên trên nữa. Bây giờ thì có thể nướng lên rồi. Còn đây là tớ và chiếc bánh pizza tuyệt vời của tớ. Tớ sẽ cắt các thầy này từng tần từng mảnh để có thể ăn được dễ dàng hơn. Đây, đây là những gì mình cần. Trời ạ, mình đã làm bản thân mình mặc nhiên. Trời ạ, đây là cái gì nữa đây? Còn đây là chiếc bánh pizza rất tuyệt vời dành cho cháu gái. Nếu mọi thứ đã xong rồi thì cần phải cắt nó ra thôi. Oh wow, trời ạ, ôi lại là súp lơ sao? Mình sẽ không thử nó đâu. Còn cái này thì trông thật là ngon miệng. Ôi, vị như thế nào nhỉ? Cũng không tệ một chút nào. Ừ, cũng rất là ổn đó. Nào, tiếp theo. Ồ, wow. Trời à, mình nên bắt đầu với cả vị nào? Mình sẽ chọn cái này trước nhé. Ồ, wow. Trời à, cái này ngon thật sự luôn ý. Làm bánh với cả một đống kẹo thật là tuyệt vời. Đây chắc chắn là thắng rồi. Mình thắng rồi sao? Hoan hô! Mình giỏi quá, ghen tị đi. Còn bây giờ thì mình muốn mọi người làm cho mình nước chanh. Mọi người có thể làm được không? Ôi trời ạ, cái này thì dễ rồi. Chỉ có một thứ rất là phù hợp. Và sau đó có cả Sprite nữa. Bây giờ chỉ cần đổ nó vào bên trong. Như thế này này. Ôi, chanh tươi. Ôi trời ạ, cháu cẩn thận chứ. Cháu có thể dùng phễu mà. À, trời ạ, tại sao cháu lại không nghĩ ra nhỉ? Cháu cảm ơn bà, cái này dễ hơn rất là nhiều rồi đấy. Bây giờ cái này đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hòa hương vị bằng kẹo dẻo và Skittles. Hãy nhìn xem mọi thứ bên trong đẹp làm sao. Ôi, bây giờ lại còn có màu nữa chứ. Đủ rồi đấy, bây giờ mình sẽ cất cái này đi và đóng nắp vào. Thế còn mọi người thì sao? Ôi trời ạ, quả dưa hấu nặng quá. Ôi ôi, bà sẽ hắt xì ngay bây giờ. Hắt chịu. Ôi, hình như đầu bà quay quá. Trời ơi. Ôi, dưa hấu nửa đôi rồi này. Chính xác là những gì bà cần. Bây giờ bà sẽ lấy một chiếc máy xay sinh tố và biến bã thành nước ép. Đấy, đây là cách mà bà làm bạc hà và nước chanh. Và tất nhiên là bà sẽ cho chanh và bạc hà nữa. Sự bổ sung hoàn hảo cho nước chanh dưa hấu của bà. Tất cả mọi thứ tự nhiên và ngon, thật không? Mình nghĩ bình lắc này sẽ được này. Bây giờ là mình sẽ cho đá vào đây. Và sẽ cho thêm một ít nước vào bên trong.
Sau đó cần cắt nhỏ dâu tây ra. Và bây giờ có thể cho nốt vào bình lắc. Mình sẽ đậy nắp vào và lắc thật là đều mọi thứ lên. Thật là cẩn thận, như một barman thực sự. Tuyệt lắm. Bây giờ các bạn hãy nhìn xem cái màu tuyệt vời này. Bây giờ mình sẽ làm cái này với quả mâm xôi. Và sau đó việt quất. Một vài chuyển động nhẹ và cũng sẵn sàng nốt rồi. Bây giờ mình sẽ cắt một quả cam ra và sẽ biến nó thành nước chanh. Thật tuyệt vời. Sau đó mình sẽ cắt một quả dưa lưới ra. Điều chính là không được dừng lại. Không, đây vẫn chưa xong đâu. Tiếp theo là kiwi. Và cả cuối cùng, bây giờ có thể dừng lại được rồi. Cái này không đơn giản một chút nào, nhưng mà hãy nhìn xem màu thế nào. Bây giờ chỉ cần trang trí những cái thứ này nữa thôi và có thể đưa ra xem rồi. Đây là một nghệ thuật thực sự. Thật đúng không các bạn? Như của mình vậy. Ôi không, trời ạ, nước chanh của tớ thành cái màu gì đáng sợ thế này. Trời ạ, nó thật là xấu xí. Ôi, cháu ăn ngon nhá. Ồ, wow, hay quá. Mọi thứ ổn nhưng mà cái này không ổn lắm. Trời ạ, cái gì mà đáng sợ thế này. Mình không muốn thử đâu. Nhưng mà nước dưa hấu thì chắc chắn là muốn thử rồi. Ôi, ngon thật đấy. Và rất là sảng khoái, chính xác là những gì mình cần. Còn cái này thì thực sự rất là hay. Cả một cái cầu vồng đầy nước. Ôi, cần phải thử thôi. Ôi, điên mất. Trời ạ, chúng ngon thật đấy. Và mỗi một cái một vị khác nhau. Thật là tuyệt vời. Ê, còn cái này là cái gì nữa đây? Ôi, trời ơi. Ôi, kiểu vậy. Ôi, đầu bếp, cháu gái bà bị sao đấy? Ôi, trời ạ, cái này không hay tí nào. Tốt nhất là cháu sẽ uống cái dưa hấu này, nó rất là an toàn. Bà thắng rồi sao? Ôi, thật là tuyệt, chị cảm ơn cháu gái.